Thưa quý vị, mặc dù đang bị tạm giam nhưng mọi thông tin liên quan tới bà Phương Hằng vẫn được dư luận quan tâm và chú ý. Mới đây nhất, ông Nguyễn Quang Tuấn, con trai của bà Nguyễn Phương Hằng, nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, lại tiếp tục gửi đơn đến các cơ quan chức năng đề nghị cho mẹ ông được tại ngoại trước khi ra tòa. Dù cho trước đó con trai của bà Phương Hằng đã nhiều lần gửi đơn xin xem xét khoan hồng hình phạt, xin được bảo lãnh hoặc đặt tiền bảo đảm bảo lãnh cho mẹ được tại ngoại nhưng chưa được xem xét vì vụ án còn tiếp tục điều tra. Ông Nguyễn Quang Tuấn, 32 tuổi, ngụ quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, con trai của bị can Nguyễn Phương Hằng, tiếp tục gửi đơn đến Viện Kiểm sát nhân dân và Công an thành phố Hồ Chí Minh xin cho mẹ mình được tại ngoại. Trong đơn, ông Tuấn trình bày, mẹ của ông đã nhận thức được sai phạm, khai nhận rõ hành vi phạm tội như các kết luận điều tra vụ án. Đến nay, những người tiếp xúc cho bà Hằng đã bị khởi tố và vụ án đang được mở rộng điều tra. Ông Tuấn cũng cho rằng bà Hằng phạm tội lần đầu, có nơi ở rõ ràng, có nhiều đóng góp cho xã hội bằng hoạt động từ thiện, tham gia chương trình mổ tim cho trẻ em nghèo. Vì vậy, ông xin cho mẹ được tại ngoại, về sống tại số 6, Nguyễn Thông, quận 3 hoặc tại 17-19 Ngô Đức Kế, quận 1 và cam kết sẽ giám sát mọi hành vi sinh hoạt, thường xuyên nhắc nhở để bà Hằng không liên tục thực hiện các hành vi sai phạm như trước đây và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Đồng thời, ông Tuấn đảm bảo bà Hằng sẽ có mặt theo đúng thời gian, địa điểm ghi trong giấy triệu tập mà các cơ quan chức năng ấn định và chấp hành đầy đủ những quy định về tố tụng. Trước đó, ông Tuấn từng có đơn gửi đến cơ quan tố tụng ở thành phố Hồ Chí Minh xin khoan hồng giảm nhẹ hình phạt và bảo lãnh cho bà Hằng. Tuy nhiên, đơn của ông này không được chấp nhận. Tiếp đó, cuối tháng 10 năm 2022, ông Tuấn tiếp tục có đơn đề nghị đặt 10 tỷ đồng nhằm đảm bảo thay thế biện pháp tạm giam cho bà Hằng được tại ngoại để điều trị bệnh. Trong trại giam, bà Hằng cũng có đơn gửi tới cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị xin được bảo lãnh tại ngoại. Trong đơn, bị can Hằng trình bày bản thân có nhiều đóng góp trong hoạt động từ thiện nhân đạo, nhất là trong đại dịch Covid-19. Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố bắt tạm giam ngày 24 tháng 3 năm 2022 về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo kết luận điều tra gần đây, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, từ giai đoạn tháng 3 năm 2021 đến khi bị khởi tố bắt tạm giam tháng 3 năm 2022, bà Nguyễn Phương Hằng sử dụng 12 kênh trên các nền tảng mạng xã hội như YouTube, Facebook, TikTok để thực hiện các buổi live stream. Bà Hằng bị cho là đề cập đến nhiều nội dung, nhiều vấn đề cá nhân của người khác. Cơ quan điều tra xác định, tại các buổi live stream đó, bà Hằng đã xâm phạm đến bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín danh dự của một số người, đơn cử như bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức ca sĩ Vi Oanh, ông Võ Nguyễn Hoài Linh, tức danh hài Hoài Linh. Quá trình điều tra, bà Hằng khai báo, những thông tin liên quan đời tư của những người khác, trong đó có các cá nhân như trên là bà tham khảo trên mạng, đọc báo và nằm mơ. Bà Hằng cũng thừa nhận các thông tin này không rõ nguồn gốc, chưa được kiểm chứng, không rõ căn cứ xác thực. Cũng liên quan đến vụ án trên, mới đây phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệu tập bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, sinh năm 1984, ca sĩ Vi Oanh đến làm việc để giải quyết theo đơn tố giác tội phạm. Ca sĩ Vi Oanh bị ông Nguyễn Quang Tuấn, con trai của bà Nguyễn Phương Hằng tố giác về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân bà Nguyễn Phương Hằng. Theo đó, trong sáng ngày 24 tháng 3, ca sĩ Viu Anh đã có mặt tại phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh để làm việc theo giấy triệu tập lần một. Tuy nhiên, ca sĩ Viu Anh cho biết đã có văn bản gửi đến công an thành phố Hồ Chí Minh cung cấp thêm một số thông tin. Ca sĩ Viu Anh cho rằng mình đang là bị hại trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng do văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra. Ca sĩ Vi Anh cho rằng, Phòng Cảnh sát Hình sự và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp để đảm bảo việc giải quyết vụ án một cách đầy đủ, toàn diện, đúng sự thật. Do đã có văn bản gửi Công an Thành phố Hồ Chí Minh, nên sáng 24 tháng 3, ca sĩ Vi Anh không có mặt như giới triệu tập yêu cầu. Phía ca sĩ Vi Anh cho biết rất mệt mỏi khi dính vào vụ án bà Nguyễn Phương Hằng vì cuộc sống bị ảnh hưởng rất nhiều. Ngoài ca sĩ V Oanh, con trai bà Nguyễn Phương Hằng còn tố giác 34 cá nhân khác, trong đó có bà Đặng Thị Hàn Ni, luật sư Trần Văn Sĩ và nhiều nghệ sĩ diễn viên nổi tiếng khác. Trước đó, ca sĩ Vi Oanh đã tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng có hành vi xúc phạm uy tín danh dự cá nhân khi câu khai nói trên livestream một số vụ việc khiếm nhã. Đây đã là lần thứ ba con trai bà Hằng gửi đơn đến Viện Kiểm sát Nhân dân và Công an thành phố Hồ Chí Minh xin cho mẹ mình được tại ngoại liệu lần này đơn của con trai bà Phương Hằng được chấp thuận hay bị từ chối như những lần trước. Cơ quan chức năng sẽ quyết định như thế nào. Những thông tin mới nhất về vụ việc chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các video tiếp theo. Mở rộng vụ án Nguyễn Phương Hằng khi quyền tự do ngôn luận đi quá giới hạn Câu chuyện nhà báo Hàn Ni, thạc sĩ luật vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt tạm giam do đã có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự là một bài học đắt giá cho bất kỳ ai. Cũng bị khởi tố bắt tạm giam còn có tiến sĩ luật Đặng Anh Quân và luật sư Trần Văn Sĩ. Trong đó, tiến sĩ Quân là người có mặt rất nhiều lần trong các buổi live stream của bà Nguyễn Phương Hằng, cựu tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Ông Quân được xác định là cố vấn pháp lý cho bà Phương Hằng trong các buổi live stream. Nhà báo Hàn Ni, luật sư Trần Văn Sĩ là bên đối lập với bà Phương Hằng bà Nguyễn Phương Hằng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt tạm giam một phần xuất phát từ đơn tố cáo của bà Hàn Ni. Vì vậy trong vụ án của bà Phương Hằng, bà Hàn Ni được xác định là bị hại. Theo điều 62 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, bị hại là cá nhân trực tiếp bị xâm hại về thể chất, tinh thần, tài sản hoặc cơ quan tổ chức bị thiệt hại về tài sản, uy tín do tội phạm gây ra hoặc đe dọa gây ra hành vi phạm tội của bà Hằng nếu có sẽ được các cơ quan tố tụng phán quyết bằng bản án có hiệu lực pháp luật và bà Hằng Ni sẽ được pháp luật bảo vệ với tư cách người bị hại trong drama của bà Phương Hằng có rất nhiều nhân vật bị xúc phạm trong các buổi live stream một số người chọn giải pháp thu thập chứng cứ và tố cáo đến cơ quan chức năng yêu cầu xử lý hình sự trường hợp bà Hằng Ni thì vừa tố cáo vừa lên mạng đối đáp lại không kém gì bà Hằng các buổi live stream của bà Hằng Ni cũng thu hút lượng người theo dõi lớn câu chuyện thị phi mắng chửi qua lại không chỉ trên mạng mà từng xảy ra việc kéo người gây gỗ chửi bới ngoài đời thực.đỉnh điểm bà Phương Hằng cùng nhóm của mình đến nơi làm việc nhà riêng của bà Hán Ni để nói chuyện cả hai đều được hai phe cư dân mạng tung hô là người hùng tùy theo nhận thức của mỗi phía khi được xác định là bị hại thì bà Hán Ni lại bị phía bà Phương Hằng làm đơn tố cáo với nội dung bị bà Hán Ni chửi bới xúc phạm sau gần một năm kể từ khi bà Phương Hằng bị bắt, thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bà Hàn Nì với tội danh tương tự và bị hại trong vụ này là Phương Hằng. Có thể nói nếu sự việc chỉ diễn ra theo một chiều là một người chửi bới và một người bị chửi, rõ ràng một bên là người vi phạm pháp luật, bên kia là người bị hại. Tuy nhiên nếu sự việc diễn ra theo hướng hai bên chửi nhau, đưa ra các thông tin chưa kiểm chứng, cả hai đều vi phạm pháp luật, tùy thuộc tính chất mức độ hành vi, hậu quả xảy ra mà sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Về nguyên tắc, mọi người đều có quyền tự do dân chủ, trong đó có tự do ngôn luận, tự do bày tỏ quan điểm, thái độ, ý kiến của mình đối với các vấn đề xã hội. Tuy nhiên, quyền tự do ngôn luận cũng bị giới hạn bởi các quyền tự do khác của công dân. Pháp luật nghiêm cấm việc lợi dụng quyền tự do ngôn luận để xâm phạm bí mật nhà nước, bí mật đời tư cá nhân, xâm phạm quyền nhân thân và quyền hình ảnh của công dân. Nếu đưa những thông tin hình ảnh thuộc bí mật kinh doanh, đời tư cá nhân nhằm xúc phạm danh dự nhân phẩm uy tín, người thực hiện hành vi sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Từ vụ án Nguyễn Phương Hằng và Đặng Thị Hàn Ni, mạng ảo tu thật. Theo dõi vụ việc, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường cho rằng các cuộc khẩu chiến trên mạng xã hội của những người được cho là có địa vị xã hội trong thời gian dài qua gây bất an. Việc cơ quan điều tra khởi tố một số người về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân là cần thiết để đảm bảo an ninh, an toàn mạng, bảo vệ quyền tự do dân chủ của công dân. Theo luật sư, Hiến pháp và pháp luật Việt Nam ghi nhận, tôn trọng, đảm bảo Bảo vệ quyền tự do dân chủ của mọi công dân, trong đó có quyền tự do ngôn luận, quyền được bảo vệ về danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền về hình ảnh của công dân. Pháp luật Việt Nam cho phép mọi công dân có quyền bày tỏ quan điểm, thái độ của mình về các vấn đề xã hội. Hiến pháp và pháp luật Việt Nam có đầy đủ quy định để đảm bảo quyền tự do ngôn luận của công dân. Tuy nhiên, quyền tự do ngôn luận của chủ thể này sẽ bị giới hạn bởi quyền tự do ngôn luận và các quyền tự do dân chủ khác của chủ thể khác. Pháp luật nghiêm cấm việc lợi dụng quyền tự do dân chủ để xúc phạm danh dự nhân phẩm uy tín của người khác, xâm phạm đến bí mật nhà nước, bí mật đời tư cá nhân hoặc sử dụng trái phép thông tin, hình ảnh của người khác. Nếu người nào lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp để có những phát ngôn bịa đặt, sai sự thật, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác, tố cáo người khác không có căn cứ hoặc sử dụng các thông tin hình ảnh bí mật đời tư của người khác mà không được phép, thì đây là hành vi vi phạm pháp luật. Tiến sĩ Đặng Văn Cường cho hay, những tên tuổi được nhắc ở trên bị khởi tố sẽ là bài học cho những ai coi thường pháp luật, thích nổi tiếng trên mạng xã hội bằng cách lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Về xử lý hình sự đối với một số người vì hành vi liên quan sẽ khiến việc phát ngôn trên không gian mạng, trên báo chí cũng như trong đời sống xã hội sẽ chừng mực hơn. Về góc độ pháp lý, quyền tự do ngôn luận là khái niệm có tính chất định tính chứ không có tính chất định lượng. Bởi vậy, hành vi vượt quá quyền tự do này trong một số trường hợp là khó đoán định. Trong đó, ranh giới giữa xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vượt quá giới hạn quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân với ranh giới để xử lý hình sự là chưa rõ ràng, chưa có văn bản hướng dẫn. Bởi vậy, việc xử lý hình sự đối với hành vi đi quá giới hạn của quyền tự do ngôn luận là rất dễ xảy ra, phụ thuộc vào đánh giá của cơ quan tố tụng về hậu quả. Tiến sĩ Đảng Văn Cường bày tỏ quan điểm, pháp luật không cấm việc bày tỏ quan điểm, thái độ, không cấm việc khiếu nại, tố cáo khởi kiện. Tuy nhiên, những phản biện xã hội, nội dung tố cáo, tố giác phải được thực hiện theo quy định của pháp luật, theo trình tự thủ tục luật định, chứ không phải là thấy bất mãn bức xúc là muốn nói gì thì nói, muốn chửi ai trên không gian mạng thì chửi. Thế nhưng rất tiếc, thời gian qua rất nhiều người có kiến thức pháp luật nhưng lại lên mạng xã hội phát ngôn bất chấp pháp luật, xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của người khác đến mức bị khởi tố vướng vòng lao lý. Ngoài ba người trên, rất nhiều người có kiến thức pháp luật cũng lên mạng chửi bới, xúc phạm người khác. Việc khởi tố bắt tạm giam những người lên mạng chửi bới, xúc phạm người khác là điều rất cần thiết, mang tính cảnh báo cao, từ đó trả lại không gian mạng trong sạch không bị vấy bẩn bởi những hành vi trái pháp luật.